Em có một con mào đang thay lông dở, tự nhiên không thấy thay nữa, là có phải bị đứng lông không? Không, con chim nó đứng lông thì nó có nhiều cái trường hợp thế này bác Phong Nguyễn này. Tức là trong thời gian thay lông thì con chim nó đứng lông một vài lần, đó là chuyện rất bình thường. Đấy, thế nhưng mà trong quá trình nó đứng lông ấy, thì tức là vì sao nó đứng lông? Tức là khi con chim nó đổ lông nhiều, đấy thì nó sẽ có phải thời gian đứng lông khoảng chừng 1 tuần, có con 2 tuần. Đấy, có còn 2 tuần để nó chờ những cái lông nó lông rụng trước nó ra, để nó có cái để nó có bước đệm và nó có cái lông mới để nó đỡ những cái lông cũ ra. Đây là cái chu kỳ tự nhiên của tất cả con chim, chẳng có con chim nào rụng một phát cụt lủn được. Đấy, các bác cứ để ý này, các bác cứ bắt con chim nào các bác nhổ thì thông thường những cái lông nhổ thì không bao giờ nó đẹp được, tại vì nó không có điểm tựa. Đấy, cho nên nó phải đứng lại để nó chờ những cái lông rụng rồi để nó ra. Và sau đó nó có cái điểm dựa để nó rụng tiếp tiếp theo. Cho nên là khi mà chim mà đứng lông ấy, thì các bác đừng có gì nó sợ cả, các bác cứ nuôi chế độ lông bình thường. Bác Phong Nguyễn nhá. Còn trong trường hợp mà nó đứng lông là thế này này, tức là thời tiết nó quá nắng nóng trong cái thời gian thay lông ấy, là thời tiết nó quá nắng nóng là một, thứ hai là các bác mở áo trùm quá nhiều, và cái thứ ba là các bác đổi lồng quá nhiều trong thời gian như thay lông thì nó sẽ bị đứng lông. Thì nó bị đứng lông thì nó sẽ thành lông hai lớp, thì nó rất là khó chơi. Bác Phong Nguyễn nhá, nó rất là khó chơi.